Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Và mình cùng nhau móc cái này nha. Cái khăn trải bàn này. Đó, mình sử dụng tất cả là các mũi móc kép này. Mình móc vào các chân ha. Sau đó bây giờ là mình sẽ móc xo lè để mình tạo họa tiết cho nó. Một họa tiết đơn giản thôi nhé, ai cũng làm được cả. Đó. Các bạn thấy nó rất là đơn giản nha. Tiếp ha. Chưa? Chưa. 1, 2, 3, trắng. Rồi, bây giờ mình sẽ móc một xích thôi. Cũng không được đó các bạn. Ba này, một hai ba này, một này, hai này, tiếp ha. Vào đây móc một mũi này, hai này và mũi số 3 nha các bạn. Đó, tiếp tục ở đây, một này. Không. Anh đang mỗi nay mình phải cắt chứ nhỉ. Mình bị quên. Nhầm một chút xíu ha. Một này, hai này, tiếp tục. Ở đây sẽ là móc sẽ là 3 mũi nhá. Một này. Hai này. Đó, rồi tiếp một, hai. Vào đây. Vào đây sẽ mình sẽ móc là 3 mũi nha các bạn. 2 này. 3. Lại lên này. Tiếp này. 1 2. 1 này. 2. Một, hai này. Tiếp tục vào đây ha. Một, hai, ba. Một, hai. Các bạn có thấy là nó khá là dễ đúng không? Rất là dễ để mình có thể tự tạo được cho mình những cái chiếc khăn trải bàn, hoặc là kiểu những chiếc khăn để mà mình trang trí trong nhà. Đó, rất là đẹp luôn. Đó các bạn, rất là đẹp luôn đúng không? Các bạn cứ móc những mũi, các bạn có thể thay được màu này, thay được kiểu dáng và thay được mẫu luôn. Đó. Thì nếu như các bạn thích mẫu như này thì các bạn móc như này ha. Đấy. Rất là đẹp. Các bạn móc lên cho mình 1 này, 2 này. Móc vào đây nhé. Đó. Rất là đẹp ha. Kiểu đấy. Để mình lại lên lên này. Mình thấy có những cái khăn mà người ta được đan bằng sợi. Sợi đó là người ta gọi là sợi dù đó các bạn, hoặc là sợi giấy thân á.
người ta trang trí, người ta treo trong nhà nhìn rất là đẹp luôn. Những cái quán trà sữa này hoặc là quán cà phê cũng có nữa. Đấy, các bạn có thể vào nhìn đó để tham khảo ha. Nhìn nó thực sự rất là đẹp luôn nha. Đấy, còn mình thì mình chỉ mắc cho các bạn xem là những cái kiểu rất chỉ là đơn giản thôi, mình không cần phải cầu kỳ. Các bạn cũng có thể làm theo mẫu của mình nữa. Đấy, những mẫu như này rất là dễ ha. Ở đây hai mũi. Đấy, tiếp tục vào mũi chân này là một mũi nhá. Tổng cộng mình có ba chân thì mình sẽ móc ba mũi này. Mũi số 2 này các bạn và mũi số 3 ha. Đấy, các bạn thấy sao? Rất là dễ dàng để mình có thể móc được những mũi móc kép luôn á. Tiếp tục mình móc ở đây hai chân này, tại vì lúc nãy mình cắt nhau hai mũi móc xích ấy. Thì bây giờ mình kiểu mình không có tăng mũi đâu nha, mình không tăng mũi, lưu ý nha. Mình móc thành hình chữ nhật mà, mình không có tăng mũi. Tùy theo là cái bàn mình hình vuông hay là hình chữ nhật thì mình sẽ móc. Đó. Sau đó các bạn bỏ bỏ cái tầm kính lên đó, rồi đúng là sáng hết nước á, nhìn rất là sáng luôn các bạn. Tiếp này, hai này, mình lại tiếp tục móc những mũi tiếp theo nhé, rất là đẹp luôn ha. Tạm biệt nhé người ơi, nhớ anh chút em qua bên người. Vẫn mắt cơ sáng lấp lánh mắt nụ cười. Nghe tiếng người đi ngắm ngàn những thiếu hoa tình đã lỡ lạc. Có thể chuyện ban đầu tôi yêu thương xưa đành quên. Người quên tôi rồi, người đã quên đi rồi. Thôi lo lắng nhiều làm chi, bởi chỉ tôi đâu muốn thêm. Kỷ niệm xưa chôn vùi, kỷ niệm xưa tan dần. Giờ phải quên thôi, thế này còn đâu. Đấy, những mũi móc, những mũi móc chép nha các bạn. Rồi.